giận quán như coi. Chào anh em à, chào mừng anh em tới với video tiếp theo của mình nha anh em. Hôm nay tiếp tục một video đi săn nha anh em. Hôm nay team của mình đi săn khoảng mười mấy người nha anh em. Đây là anh Long Bị á. Hello các bạn. Hiện tại mình đang có mặt Sóc Trăng nha anh em. Đồng hành mình đi săn là Thận. Anh áo đen này tên gì đây? Áo đen Tứ. À, Tứ hả? Tứng. Anh Tứng. Rồi anh. Tiền. Anh Vinh nha các bạn. Anh tên gì? Anh Hùng. Dạ anh Hùng. Dạ đây là anh Đảm nha mọi người. Tiếng Đẹp đây. Và dạ, đằng đó là Chung Củ Nhí nha anh em. Rồi. Hôm nay với anh em mình sẽ bắn hàng bài đó, bài anh em ạ. Rồi, mời anh em cùng theo dõi video của mình nha. Bài quá nhanh, bài tốc độ ánh sáng. Chưa rồi ha. Buồn thiệt chứ. Phá này anh Đảm hạ công cộng anh em ạ. Gớt. Trời ơi trời, nhảy xuống. Nó cắn. Đây, anh Chung Cu Nhí mới hạ anh công cộng nha anh em. Cái gì vậy bà nội? Cắn. Ôi, bài xuống liền. Trời, nó cắn một cái ha. Đứt tay. Không định, không định. Ôi, ơi gắn nó bán chứ anh Chung nè, nó cắn. Cắn cả máu luôn á. Nè, đứt. Có túi không, có túi không anh em? Có túi không? Chứ gì quắn hỏi nó lại đi Thận ơi. Quá hay anh Chung ơi. Anh nó bắn trúng đầu. Ai bắn?
sao hả? Anh bắn qua anh trúng cái sau thêm cái nữa. Vậy hả? Cái chú này mới thẳng thì bắn ngang chỗ kia luôn. Vậy hả? Nãy ai ai bắn trúng? Không đậm, không đậm. Vậy bên nãy đâu bên đó bắn trúng à? Anh bắn cái sạc bắn trúng không? Trúng sao? Trúng cái thằng. Lúc mà nó đâm xuống. Cắn đứt tay. Chó. Trời trời trời, cắn gì không rớt trời. Em á. Ông muốn xin anh ăn xong. Tôi sắp bọc bánh bò vô nãy giờ không biết khách đầu hay sườn. Cái này nó tới rồi. Tới rồi. Gớt với hững này thì chạy. Được phá hả? Con này gớt nè. Gớt này 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 gớt này. Trời ơi, sợ cái đuôi nó luôn kìa. Cắt cao lên thôi. Gớt. Anh bắn anh chào. Con này mặc giáp rồi, mấy con này mặc giáp. Cái gì? Nặng hả? Rồi, ủa chào anh em nha. Giờ đây là thành quả đi săn của các anh em mình buổi sáng nha anh em. Đây, buổi sáng là được nhiều anh em ơi. Hiện tại mấy anh em mình đang ăn sáng nghỉ trưa anh em ơi. Chút một lát sẽ đi săn tiếp nha anh em. Đây. Nãy mình bắn cũng ombi dài pha anh em ơi. Chứ không rớt anh em ơi. Ombi dài pha. Có pha thì ombi quay không được anh em ơi. Rồi chúc anh em ăn sáng nghỉ ngơi rồi lát anh đi săn tiếp nha anh em. Rồi ok. Rớt quá đẹp. Trời ơi, cú cơm. Cú cơm nha anh em. Thôi bay không, nhà không để nhờ cho tao bắn đi không á. Không, nãy chỉ anh chỉ em chỉ mấy anh em. Tao đi tao quắt ra chỉ chỉ. Hả? Rồi rồi, hạ cô dần nha anh em. Wow. Rồi đi ra. Đi ra, nhờ Duy nha. Nói chung cô nhí nha anh em, xin đôi ơi. Nó em và em và em. Gấm, gấm hận. Trời ơi, 500 anh em bắn nha anh em. Gấm hận, có cầu thì hận. Gấm đi căng. Ôi sao bắn tới ta. Ôi, gắt.
ơi. Chạy vô, chạy vô, chạy đường nào. Rớt siêu khổ bên em ơi. Nè 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 nè, cầm này đi. 50 mét nha. Ý cưng ơi. Cái trụ bê tông nó dễ chèo hơn. 50 mét. Đây nãy giờ chú nói gì nó bận mất. Có bị chưa? Rồi rồi. Rồi bây giờ hận sẽ vô đụm con ngầm cọc nha anh em. Khoảng 50 mét anh em ạ. Nhanh cưng ơi. Để ý nghe cái cây đó, hầm bển á. Nè. Tao bắn gớm mày lại nha. Từ 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 từ. Chưa từ từ. Thật là đau kích cái mà anh bắn mới gớt lại vậy. Che máu rồi, che máu rồi. Hai máu nha nè. Nè. Thằng Hận nãy giờ nó gượt hoài không chín, mình chạy từ chống ra đây mình mệt, mình muốn xỉu, mình bắn không trúng anh em à. Em quýu cái trơn nè. Chạy. Chạy từ chống ra đây mệt, bắn hết trúng anh em ơi. Rồi tiếp tục nha. Cọc nào bay ra, sẽ cắn. Đây, cọc nha anh em. Rồi, tiếp tục anh em ơi. Làm mình được con anh em. Bắn cây là cây hay gì? Rồi. Trẻ 49 gặp 500 luôn á. Cái mấy cây này sợ quá. Rồi, hiện tại các anh em mình đang chuẩn bị về nha các bạn. Cái táo này chứ. Nè, tôi bắn nè, tôi rồi đó là xưa rồi thôi nè. Ừ. Cây bự đó đúng không? Đúng rồi, cái cây đó đó. Rồi. Trời ơi, một chút xíu nè. Trời em. Rồi. Bây giờ mấy anh em sẽ dậy dậy về nha các bạn. Chung không? Gì anh Chung? Kỳ vậy. Rồi, giờ chạy về ha anh em ơi. Như đây đậu mấy ký nè mẹ? Cái chục ký á, cái chục ký luôn ha. Nhiều lắm.
Này là ai cánh tem? Chung cua nhí. Thích chung. Chung. Thích chung cánh tem. Chung cua bự. Cái cánh tem à? Vinh. Anh Vinh gánh bỏ dép luôn đó, không thấy à? Vinh bỏ dép. Là cùng với anh Vinh. Anh Vinh qua bỏ dép rồi bỏ túi luôn. Đây. Này khăn nhã coi nhiều ha tới đây. Lần đầu tiên mình đi săn mà có gì không giả cỡ đó đó. Bên này qua bên bên đây Sóc Trăng đúng không? Sóc Trăng đi săn chung tiếng đẹp anh chung đồ ấn cũng ok anh em ơi. Chỗ mình thì toàn khu già không có con gì bự chứ. Bữa nay nay khai hạ được hàng cũng nè các bạn. Này vẫn được dạt cầm cọc được anh em ạ. Cầm cọc 50 mét được. Cũng khá ok. Bên mình nói chung là cô dằn cháu chảo thôi anh em ơi. Qua đây bắn cũng ok. Bắn hàng khủng quá đã anh em ơi. Rồi hiện tại anh em mình đang làm dĩa nướng nha. Cái này cái dĩa nướng hả là anh chồng? Cái này dĩa thiêu, cái lò thiêu. Không có gì cho bữa nay học sinh tồn bằng dĩa nướng bằng cây tươi nha các anh em. Đây anh em ơi, hiện tại giặt với cọng cọc của anh em mình nướng gần chín nha anh em. Đó, đang quét anh hả? Quét dài dài anh. Tới dép còn đen. Đúng là đống lửa mà nó bu ra xèo xèo đi. Khỏi cái đống lửa này nó cỡ nào. Rồi chào anh em nha. Hiện tại cọng cọc đã dạt rồi, mấy anh em rồi đã lên bàn hết anh em ơi. Thầy kêu lọc có cái xe này không? Còn bên đây nữa nha anh em. Bên này nướng cũng gần chín rồi. Cái này chắc cũng gần chín đúng không anh Trong? Đây, hiện tại mấy anh em mình đang dập tiệc nha anh em. Mình lột da cái cầu. Ủa lần đầu tiên luôn hả? Lần đầu tiên luôn đây. Hôm nay mình anh Vinh có quét mấy cái mắm anh Vinh. Ăn ngon kìa. Thơm ngon. Cầm cọc. Ê, giống như con cầm cọc. Hết trứng rồi uống đã đi. Ăn cho bung bung ra cho vô dưới đây trời. Đâu nữa? Vô cũng khác. Không cho ăn nó vậy. Mũi cắn quá cắn rồi anh em. Rồi ngoài bóng tối mũi cắn quá cắn. Đứng ra mà lột da nó mềm quá không. Rồi ai xin cọng đá đâu rồi. Con ngọc này nó còn cái nó còn da các bạn. Cái da nó rất là dai. Anh em lột da nướng lột nó mềm vừa ăn ngọt các bạn. Ăn thú quá, bị thú một cạnh với cả ngon lắm. Thôi thôi thôi, tôi chưa em chơi hoài à. Giờ chưa mới đi. Người em cấn thì khó rồi. Nè. Đây nè, con bò luôn. Đó là gì? Ức cọng cọng. Chết, cọng cọng nó mất, chết rồi. Lòng làm nè, anh làm.
chỗ này ăn không? Ok không Thiên này? Ngon không? Ngon. Ngon. Nhìn bi. Thấy dính như bi luôn đó. Tạo kìa bi mày. Cái đùi á, đùi của anh Thuận đưa. Thấy không? Nè Tiên. Nè Khang nè Tiên. Đó này nè, thấy cái cục còm không? Thôi thôi. Ăn cái con tổ hú của anh Long rồi. Đủ. Này đúng con tổ hú. Mang lá đó. 4 năm trái chanh là mà. Đây anh em. Đây, cứng cục còm nha. Trong màu xanh á. Sớm sớm anh Trung bắn anh Trung. Bây giờ mình cắt nha. Đâu con nào? Cục còm. Sớm cũng lòng có bắn con cục còm nữa mà cục tơ. Mở nè. Nguyên con hay vậy? Ừ, đúng. Nè, các bạn nghe. Rồi. Làm màu vô đi em. Ăn được không? Không. Rồi lượn vô. Đó. Nhiều. Cái thì nó dai. Ngon à? Mỗi mỗi cắn không? Không nghe cho anh nhậu kìa. Không nói các bạn ơi, mình đang rất là thịt con cọc đi các bạn. Ly mới. Rất là ngọt. Hay quá. Đó. Ly mới nước mồi nha. Mà dám bằng sao không? Thế cục rác hả? Nước mồi anh em ơi. Ly không trả. Hai ra cục rác á. Quá ngọt. Rượu này mới đi. Đây, cho trầu qua đó. Cho anh cái nữa đi cho anh trầu coi. Rồi ok bây giờ mình tới mình này. Cái này con gì đây? Con cọc cọc. Em chạy ghé không? Rồi. Dài dữ vậy đó. Rồi ok mời tất cả anh em nè. Cái ngon. Đây bắn gấp hai con kinh thịt nó mềm ngọt em ạ. Lâu rồi. Dạ ăn lắm. Cái mày lòng qua đây. Ôi ơi. Cái này cái đầu là tôi tiên bỏ cái đầu nha, cái đầu mình tắm. Quá còn tâm không? Quá ngon nè mày. Cái con của bạn anh nè. Dạ. Đó giờ mình bắn khu dặn hôm bữa nay qua đây bắn cọc lọc dạt quá đã nè mày. Khoan, cho qua cái kia. Dài dài rồi. Dùng dao luôn á. Nằm ở đầu mượn cái này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.